sao ảnh hưởng trời. Đến đây là mấy tháng mày bị hai lần rồi ha, cả phường thì 3-4 tháng rồi. Bốn đi đầu eo à, đủ ngay mình đi đi thôi. Ủa hộ chợ nào quen mấy bê hết cà bỏ ra buông. Ủa, đợt vừa rồi em hỗ trợ sao, có nhận gì chưa? Tham gia test nhanh đầy đủ 100% số hộ, số khẩu trên địa bàn, trân trọng thông báo. Hai trường Đông, 4, 5, 6 trường Sơn, địa điểm tại các tổ dân phố. Ủy ban nhân dân phường đề nghị toàn thể bà con nhân dân của 5 tổ dân phố 1, 2 trường Đông và 4, 5, 6 trường Sơn khẩn trương tham gia test nhanh đầy đủ 100% số hộ, số khẩu trên địa bàn, trân trọng thông báo. Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trường thông báo trong sáng ngày 5 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường tiến hành lấy mẫu test nhanh tại các tổ dân phố 4, 5, 6 trường Sơn, địa điểm tại các tổ dân phố. Ủy ban nhân dân phường đề nghị toàn thể bà con nhân dân của 5 tổ dân phố 1, 2 trường Đông và 4, 5, 6 trường Sơn khẩn trương tham gia test nhanh đầy đủ của số khẩu trên địa bàn, trân trọng thông báo. Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trường thông báo trong sáng ngày Phương chào cả nhà nha. Hôm nay Phương đang bị kẹt ở trong cái tổ bị phong tỏa ở cái đường Nguyễn Hoành này. Bây giờ kẹt không ra quay cho bà cập nhật tình hình cho bà con xem đâu. Rồi Phương đứng trong này, Phương thấy cái gì Phương quay cho bà con xem nha. Đường xá bữa nay thì nó cũng vắng hơn mấy hôm cách đây khoảng 3-4 ngày đó. Khi mua đồ hay là như thế nào phải qua rào xịt khuẩn. Có người vẫn gửi đồ vô. Rất mệt mỏi. Lòng chim anh. Đây, có người đưa vào. Ở trên cái chốt qua trên phường kia thì bữa nay thì cũng không ra được rồi. Bây giờ hôm nay là người ta test nhanh đó. Mong cho mọi việc cho nó ngon lành, suôn sẻ. Dạ bữa nào em có ghi cái danh sách của anh nghe. Dạ. Cũng bị mấy tháng rồi. Bữa nay người ta test lại đó. Dạ. Cái này thì cũng cái chốt này nghe nói thì phần thì giờ dưới này, phần thì nghe thì trên này không biết làm sao à, nghe nói chặn từ cái bốn trên lên,
Sợ. Đậu B chứ phải có phố đường trận đậu B. Phải muốn ngồi cái động đáy ở trong mét rồi sao mới muốn ấy. Đúng rồi, anh đâu tới đúng không? Đúng rồi, tự mình ở tốt bê, mình chẳng tốt bê. Đúng rồi, ở dưới kia, vùng sạch, vùng sạch, vùng sạch, vùng đó. Tốt bạch hưởng tớ. Không phải ngồi trăm mét, trời chi vào ngoài trăm mét, thoải mái mà không chứ. Thôi có lúc thì anh nghe nói thì có thằng kia thì nói là cái này tạm thời không mà biết tạm thời như thế nào. Còn cái ông anh này coi như là bà con, xin thưa bà con là anh này là tổ tổ B, trên kia là tuốt, trên kia là tổ 4, mà tổ B không bị gì luôn, là cũng như là bị lây luôn đó, mình cũng là tổ B luôn, cũng không bị gì mà cũng bị lây vẹ luôn, không đi làm được luôn. Tổ vậy á, lúc này là tổ B, lúc này là tổ B. À, trên điểm kia là cái điểm nóng là tổ 4, mà không biết làm sao, cái đó mình không biết. Vậy bữa giờ làm sao, ví dụ như bị gì em cũng bị lây là ở nhà luôn hả? Làm đâu có đi mua đồ chưa, mua cái chút viện cho nhỏ chưa cho mua đi mua. À. Người đâu cho đi lấy gì đâu mà đi. Còn chút 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 thừa đủ rồi nó cũng vậy. Có chưa, có thông báo chưa? Báo gì cũng ăn ở dưới đây, lên cái giấy gì mà ra nó không thích luôn. Thích nó chậu. Chưa thấy giấy gì mà, em chưa thấy cái giấy vừa mà. Không. Với 12 á, 11 rồi chết trước á, rồi lên chết lại nè. Lại là 4 tuần rồi. Tao mới chết đi rồi, mới chưa tới 15 ngày. Dạ. Mới chết rồi, chuồng cộng cộng á. Dạ. Đúng 15 ngày rồi mới chết lại không? Đó, đúng 3 tuần, 4 tuần rồi. Lại. Đó, em có nguyện vọng gì không? Em tên gì vậy ha? Nguyện vọng gì nữa, nguyện vọng gì nữa, đó cũng đâu được đâu mà nguyện vọng. Ủa, được miễn phí một bó đậu muống hả? Bó đậu muống quay điện xong nè. Rồi. Như anh đâu, như anh đâu có gì đâu. Em còn ngon hơn anh rồi đó. Em còn ngon hơn nữa. Hồi nãy giờ Phương cũng quay cho bà con xem cái khu cách khu phong tỏa ở cái Quỳnh Trường lên đường Nguyễn Hoành nè. Đó, cho bà con xem. Thì hôm nào Phương sẽ hết phong tỏa rồi cho nó an toàn rồi Phương sẽ quay cho bà con xem cái phường mình tiếp tục cái phường mình cho bà con xem nha. Rồi Phương xin chào bà con. Chúc bà con luôn khỏe nha. Rồi Phương xin chào. Cũng có nghe đồ, mỗi lần đồ thì mua cái gì cũng phải đưa qua. Ủa ké mua đâu vậy em? Ngon vậy. Rồi Phương xin chào bà con cô bác nha. Hẹn lại video sau nha. Rồi 3 tháng rồi. Nhưng mà chưa có một cái hỗ trợ gì hết. Chưa có hỗ trợ gì hết. Ngày hôm qua em kia thì có đưa cái tờ giấy ra coi con bé ở nhà nó chưa chích mũi 1. Nhưng mà nó đi ra chích cũng không cho. Mà mình ở dưới đây, mình giờ rào luôn như vậy mình không có ấy. Theo anh nghĩ chắc nếu mà họ không đến ngày mà họ chích cho mình á thì ta không cho đi thì mình có thể người ta đến đi chích cũng có. Người ta đưa giấy mà tới ngày chích đi ra người ta không cho, người ta nói mình là thuộc cái vùng ở trên đây người ta không cho. À vậy đó hả? Vậy là cũng chưa thông tin nó chính xác đúng không em? Đó là đưa giấy để đi chích nhưng mà khi mà ra thì không cho. Ủa sao lại vậy? Thì đây mẹ đang bé đây nữa nè. Ủa sao mà nó có phải một cái thống nhất chứ? Thống nhất gì thì giấy nhận chích là có rồi. Giấy nhận chích thì có, giấy mời á. À giấy mời đi chích là có rồi nhưng mà ra tại cổng. À cái chị này nè, chị nói là ra cái cổng này á, giấy tờ giấy mời đã có rồi
nhưng mà ra cái cổng này là không được. Cái đó thì không biết nha, cái đó thì anh không biết, em nói sao thì thông tin nó truyền lại thôi. À, có đưa giấy mờ rồi. Ngày nào chích em? Ngày mùng B, ngày mấy? Mùng B tháng 10, bữa nay ngày 5 rồi. Em mũi 1 đúng không? À, con bé mũi 1. À, chưa được mũi 1. Ủa sao lại thì ta? Sao em không hỏi là tổ trưởng như thông tin như thế nào? Không liên lạc được. À, không liên lạc được. À. Với lại là ông chồng cái gì ông chắc là mũi 1 rồi, bây giờ là mai đây là đủ tháng rồi, mình sẽ chưa thấy chuyện. À. Thấy hôm qua người ta chạy rầm rộn đây, ta thông báo mà. Thông báo ai chưa tích chích mũi 1 á, mũi 1 đó thì đi chích. Sao về mà chia lại cho tao đi chứ. Chứ sao tổ bê mà sao lần lúc nhè xong rồi tổ 4 rồi, chồng mà tổ bê không ảnh đi làm chồng. Ở anh hữu về cũng được, mua kem mua đồ cũng được, sao con cái sao lại ở tổ bê bị mà sao ảnh hưởng chồng. Đến đây là mấy tháng mày bị hai lần rồi ha. Cả phường thì 3-4 tháng rồi. Ủa, đợt vừa rồi em hỗ trợ sao, có nhận gì chưa? Chứ bữa giờ cũng nhận tiền rồi, chưa nhận tiền gì hết. Cái tội nghiệp không? À, cái tổ B này, cái đây là chỉ cái tổ B. Nhưng mà em nghe nói là tiền em nhận anh thôi. Ờ, cái đây bây giờ cái chốt này mình không biết làm sao đây, bây giờ nó cố định ở đó hay sao? Tự nhiên hỏi anh chứ, mình ở tổ B, tổ 4, tổ B bị nó chậm luôn, giờ đi mua gì cũng được này sao chờ. Ủa, vùng nào khoanh vùng đó chứ. Anh ấy nói lên cho, ý kiến lên cho. Tự nhiên nó muốn mở ở đây 100 mét là xong, ảnh hưởng đây sao được trời. Anh mới thông báo là nói anh tổ trưởng không biết ông tổ trưởng này, ông tổ trưởng nào anh cũng biết tổ trưởng. Ông Mai mà hồi giờ từ lục đến bây giờ đâu thấy ông Mai đâu. Mai ông làm trốn không coi chưa. Từ lục 2018 đến bây giờ cũng đâu thấy ông nghĩ đây đâu, khổ vậy nha. Bây giờ đưa giấy tờ cũng đâu có nhà anh ở trong cái hẻm, mời cái gì cũng nhiều khi mấy ổng quên luôn à. Lúc là đưa lúc là không. À. Không biết ông tổ trưởng nào nữa, bên ông đưa lận giấy tờ giấy mời rồi. Mai còn đưa xa 40 dặn ấy là chuẩn bị cho 40 lượt, em chuẩn bị cho. Còn không là tổ trưởng mà. Ở nhà là trong gì tao tổ bên đi được mà, hóa cũng trong gì tổ bên được mà, mình tổ bên đi lại đi không được là sao được không anh? Thôi mình cũng đưa cái thông tin cái anh này đang tổ ba, anh này cũng tổ ba. À, anh tên gì hả? Anh tên gì? Chị này cũng tổ ba luôn, chị nói những cái bức xúc của chị đó. Nghe nhà hầu lên là tổ ba, tổ mà trong đất tổ ba. Dạ. Thiệt luôn đó là tổ ba hết, quật ra rồi chưa? Cái nhà trồng đồ là tổ ba không? Nhà đang trồng là tổ bốn. Dạ. Anh nằm cách con đường mà thôi, mất chuyện với đây qua đó thì mới đâu. Mày giờ này gặp ông tổ trưởng khó lắm à, khó lắm à, khó lắm, khó tìm lắm. Bây hồi thì ông gì mà vậy, ông tổ bên trong gì ông gì mà. Thôi Phương kết thúc ở đây nha bà con, hẹn lại video sau. Nhà 4 năm tháng cầu tôi phải mới về nói là đi làm cũng không được. Mẹ về đi bé có đồng hỗ trợ nào ấy không mẹ. Khó khăn chứ không khổ hiểu chứ. Mình già trẻ không nói gì thôi. Những kiểu như vậy khổ không đi làm được, mình cũng bó tay cái làm chuyện đâu em.